nhờ. Ngồi xuống, ăn uống không chạy nhảy như thế. Ông hai, con nó đang ăn mà quát quát tháo tháo cái gì? Mẹ ơi, ăn uống mà cứ như thế rồi đau dạ dày đấy ạ. Gớm thật đấy, ngày xưa bố nó đây cũng như thế mà có bị làm sao đâu. Bọn, ngồi xuống ăn. Ông hai buồn cười thật đấy. Bọn, mẹ nói có nghe lời không? Ngồi xuống. Có mỗi một đứa con thôi mà cả ngày mắng chửi. Cô kiểu ơi, mẹ cứ để đây con dạy cháu. Có ăn không? Mẹ nói ngồi xuống. Con không ăn cháo thì bà vào bà lấy bánh kẹo cho con ăn nhá. Ôi trời, bà lấy bánh kẹo. Bà ơi, đến bữa phải cho con ăn hết bát cháo. Bà cứ bánh kẹo mãi làm sao được ạ? Rách việc ăn gì chả được. Biết nào nó ăn chứ làm sao thế. Mà viên đá bé tí có chết người được đâu mà gấp sao cô nặng nề vậy? Bác đừng có bảo là trẻ con không biết gì. Bác phải bảo cháu nhà bác đi chứ. Dạy dỗ cháu tôi không đến lượt thứ nhà cô phải dạy nhá. Mẹ ơi. Này, bác đừng có vào viên bảo cái cớ như thế nhá. Đừng có bảo là trẻ con không biết gì. Không biết gì thì bác phải dạy nó chứ. Này, chị ơi, chị bình tĩnh ạ. Mẹ ơi, có chuyện gì đấy ạ? Cháu lại nghịch ngợm cái gì đúng không mẹ? Thằng bọn nó vô tình nó ném viên đá vào người cô ấy. Ủa chết. Cô có làm sao đâu mà nó làm ầm ĩ loạn hết cả lên. Nó người đâu mà khó tính. Cháu không hề làm ầm ĩ hay là khó tính gì cả. Mà cháu chỉ bảo thằng bé xin lỗi cháu thôi. Mẹ ơi, thôi mẹ cứ đưa cháu lên nhà đi ạ. Có gì để vợ chồng con nói chuyện với chị ý. Chứ người lớn cãi nhau trước mà trẻ con không nghe. Đúng rồi, mẹ cứ bình tĩnh, mẹ lên nhà trước đi ạ. Dạ. Dạ chị ơi, cho vợ chồng em xin lỗi ạ. Dạ, vợ chồng em xin lỗi chị ạ. Cháu có làm hỏng đồ hay là... Chị không sao. Bà chiều cháu quá. Anh chị về dạy thêm cháu đi. Chứ dạ. Không trẻ con để như vậy nguy hiểm lắm. Dạ, vợ chồng em xin lỗi chị ạ. Ngoan quá. Ôi. Mẹ, mẹ cho cu Bon vào phòng chơi. Chúng con muốn nói chuyện riêng với mẹ. Chờ mẹ cho cu Bon ăn xong đã. Mẹ, chúng con nói chuyện với mẹ một tí thôi ạ. Bon, vào nhà chơi. Không đâu, con thích chơi ở đây cơ. Bố nói con không nghe phải không? Mẹ ơi, bố nói con. Bon, bố nói con không nghe phải không? Con, sao con quát con? Đi ra đây mà. Mẹ, từ nay mẹ đừng chiều cu Bon nữa. Lúc nãy rõ ràng là cháu sai, mà mẹ vẫn bênh cháu. Nếu mà cứ mãi như vậy, ra đường người ta đánh cháu thì phải làm sao ạ? Đứa nào dám đánh cháu mẹ? Chết với mẹ chứ này. Con xin mẹ đấy, mẹ có theo được cu Bon cả đời không ạ? Mẹ cứ chiều cháu thì người ta sẽ bảo là vợ chồng con không biết cách dạy con cái để con cái hư hỏng. Cu Bon là con của chúng con, mẹ để cho chúng con dạy cháu. Nếu mẹ không nghe, từ mai chúng con sẽ dọn ra ngoài ở. Mẹ dám ăn nói với mẹ mày thế à? Bây giờ mày lại không cho cả mẹ cái quyền chăm cháu nữa. Thứ mất dạy này. Con vừa nói như thế mà mẹ đã bảo con là mất dạy. Thử hỏi sau này cháu hư, cháu cãi lại bố mẹ, cãi lại ông bà thì chúng ta phải làm sao ạ? À? Anh không phải dạy khôn tôi. Đi, đi mà. Mẹ! Mẹ! Ê cháu! Xe đưa ra xe! Có cái gì chú ơi? Mẹ! Mẹ! Ê! Có chuyện gì đấy hả? Con! Sao đi? Sao lại... Bà nhìn xem này! Cháu bà vẽ lên xe của tôi! Hỏng hết xe của tôi rồi này! Con nít nữa đã không biết gì thì thôi! Chú tự dưng đi đỗ xe ô tô đấy làm cái gì? Chỗ này là chỗ được phép đỗ xe ô tô! Mà xe tôi đỗ đây bây giờ cháu bà làm hỏng! Bà lại đổ ngược lại cho tôi là sao? Thôi, tôi xin lỗi cậu là được chứ gì. Không có xin lỗi gì hết. Liệu mà lo đền tiền vào đây cho tôi này. Có xước một tí xe thôi mà. Chú định bắt nạt bà cháu tôi đấy à? Thế bây giờ là cứ trẻ con và người già đã làm sai là không phải bắt đền. Thì thôi được rồi. Tôi sẽ đền tiền cho chú là được cái gì. Chỗ này nếu mà tôi mang ra gara ấy, họ sơn sửa cũng hết tầm 30 triệu đấy. Cái gì? 30 triệu á? Nó có một tí xe như thế này thôi. Mang ra quán, người ta phụt cho cái sơn mới vài trăm chứ bao nhiêu lắm mà đấy. Cái gì? Cái xe của tôi gần cả tỷ bạc mà bà bảo mang ra quán người ta sửa mấy trăm á? Bà có bị sao đấy? Chú là giang hồ. Chú bắt chẹt bà cháu tôi đúng không hả? Bà nói đúng rồi đấy. Tôi là giang hồ đấy. Bây giờ tôi hỏi bà có đưa tiền không? Đấy, chú đừng có làm cái trò ấy nhá. Tôi là tôi kêu lên đấy. Bà kêu lên, bà kêu lên.
Bà kêu lên cho nào. Mọi người ơi, giang hồ bắt bắt chết bà già trẻ con đây này. Ôi trời. Mẹ, sao rồi con? Cậu ấy có bất đền nữa không? Chúng con vừa ở trên đồn công an, họ bảo việc này hai bên phải tự hòa giải với nhau. Mà anh ta nhất quyết đòi đền 30 triệu. Anh ta bảo Cubon phải trực tiếp xin lỗi anh ta. Thế cậu này quá đáng thật đấy. Ức hiếp bà già với con nít. Trẻ con thì nó biết gì cơ chứ này. Mẹ cứ nghĩ là con nít không biết gì. Bây giờ chúng ta cứ nung chiều cháu, sau này cháu lớn lên đánh nhau thì chúng con phải làm sao ạ? Thì lỗi tại cái bà già đấy hết. Đấy, chúng con nói thì mẹ lại dỗi. Hôm qua mẹ cũng chứng kiến thằng Tít ở đầu ngõ. Nó lấy trộm của ông nó 200.000 đi chơi điện tử. Ông nó nói thì nó đánh cả ông. Bây giờ chúng ta không dạy con cái tử tế, sau này con cái hư hỏng thì chúng ta phải làm sao ạ? Mẹ ơi, bọn con biết là mẹ thương cháu nên mới chiều cháu như thế. Nhưng mà bây giờ mẹ thử nghĩ xem, nếu mà bây giờ mình không dạy dỗ cháu, sau này nó lớn lên, rồi lúc bạn bè rủ rê, nó nghiện hút, chích choác, rồi bất hiếu với ông bà cha mẹ, đến lúc đấy dạy cũng không kịp nữa đâu mẹ ạ. Thưa mẹ, bây giờ cháu cứ để chúng con dạy. Còn bây giờ bà mà thương cháu quá thì bà có thể đi tập thể dục để chúng con dạy cháu. Nếu không sau này cháu hỏng thì cả nhà ta ân hận cũng không kịp đâu mẹ. Được rồi. Đấy, anh chị muốn làm gì thì làm. Tôi giả nó cho anh chị đi. Bon, bỏ điện thoại xuống, há mồm ra nào. À, mẹ nói có nghe lời không? Há mồm ra. À, Bon, mẹ nói nghe lời nhanh lên. Ngồi dịch ra đây xem nào. Con muốn bà đút cơm cho cô. Hôm nay không có bà thì mẹ đút cũng được chứ sao. Nào há mồm ra. Cất cái điện thoại đi. Há mồm ra. À... hay để bà đút. Thôi bà cứ để kệ con ạ. Mẹ, mẹ ra đây con nhờ mẹ một chút. Mẹ, chuyện này cứ để cho vợ chồng con lo. Bây giờ mẹ đi tập thể dục một lúc đi ạ. Mẹ. Thì phải tập trung vào chứ. À, há mồm ra nào. Bon, từ ngày mai con sẽ phải tự xúc ăn. Còn bây giờ Bon không ăn đúng không? Mẹ cất bát cơm mày đi. Bon hôm nay đã đói bụng chưa con? Rồi. Bon không được nói như thế. Con phải bảo là vâng ạ, con đói bụng rồi ạ. Bon nghe rõ chưa? Vâng ạ. Thôi ăn đi, dậy từ từ. Ơ kìa mẹ, mẹ lại quên rồi ạ. Bon không phải nhìn bà. Bởi vì từ bây giờ nếu bất cứ việc gì con làm sai thì bà cũng sẽ không bênh đâu. Bon của bố đã là một chàng trai trưởng thành. Bon có thể tự xúc cơm này, tự ăn cơm, tự mặc quần áo mà không cần nhờ đến bà, không cần nhờ đến bố mẹ có đúng không nào? Đúng rồi. Đấy, bà thấy Bon xuất sắc chưa nào? Nó Bon giỏi quá. Bon ơi, đến giờ ăn cơm rồi mình phải làm gì nhỉ? Mời mọi người. À, đúng rồi. Thế bây giờ Bon bắt đầu mời từ ai nhỉ? Bà ăn cơm, mẹ ăn cơm. Mẹ thấy Bon hôm nay có ngoan không ạ? Biết rồi, chị không bị kháy thôi. Rồi, cả nhà ăn cơm đi. Nào, Bon tự xúc cơm đi. Con mời mẹ, em mời chồng.